Mẹ tôi rất yêu mái tóc của tôi. Bà thường nói rằng con trông sẽ đẹp và thướt tha hơn được khi con có một mái tóc đen, óng, mượt và gọn gàng. Vì lẽ đó, sáng sáng bà luôn chải tóc cho tôi và tôi cũng rất thích điều đó cho đến một ngày. Tôi đã được học và hiểu thêm về HIV. Chào cả lớp đến với tiết học về chuyên đề tuyên truyền và giáo dục về HIV/AIDS. Thì ở tiết học trước, chúng ta đã được tìm hiểu HIV là gì. Thì ở tiết học này, chúng ta sẽ tìm hiểu ba vấn đề sau. Thứ nhất, đó là HIV lây qua đường nào. Thì như các em có biết HIV lây qua những đường nào không? Thứ nhất, đó là đường máu, đường từ mẹ sang con khi sinh và đường tình dục. Như vậy thì các em có thể thấy là HIV không lây qua đường giao tiếp bình thường, nghĩa là khi các em nói chuyện với nhau, các em chơi với nhau, hoặc là các em có những hành động thân mật như là nắm tay nhau hoặc là ôm nhau đi nữa, thì các em cũng không bị lây nhiễm HIV. Vậy thì chúng ta sẽ đối xử với người nhiễm HIV như thế nào? Các em có thể thấy được đó chính là người HIV họ chịu những cái sự mất mát rất là to lớn. Bản thân họ cũng không muốn mình bị mắc căn bệnh đó. Vì vậy, nhiệm vụ của chúng ta đó là chúng ta phải yêu thương họ. Chúng ta phải quan tâm, chia sẻ với họ và đối xử với họ như những người bình thường. Các em được sống rất hạnh phúc. Các em sinh ra không bị bệnh, không mắc những căn bệnh giống như họ. Thì chúng ta hãy một lần nữa trao sự công bằng lại đến với họ. Chúng ta, nhiệm vụ của chúng ta là yêu thương, là giúp đỡ họ chứ không phải là kỳ thị họ. Vậy thì cách phòng chống HIV như thế nào? Thì các em được sinh ra trong một môi trường cũng khá tốt, cho nên để phòng nhiễm HIV thì các em cần sống lành mạnh, không xa vào những tệ nạn xã hội. Quỳnh ơi, bà có thư nè Quỳnh. Cảm ơn bà. Con gái yêu quý của mẹ, khi con đọc được bức thư này là lúc mẹ phải rời xa con. Mẹ xin lỗi vì không thông báo cho con bệnh tình của mình sớm hơn, vì chính mẹ cũng xấu hổ. Nhưng con biết không, ngày trước khi mẹ còn làm bác sĩ, tiếp xúc với nhiều bệnh nhân HIV, lúc đó khoa học kỹ thuật chưa tiến bộ và mẹ đã sơ suất và để mình mắc phải căn bệnh này. Lúc mang thai con, mẹ rất hoảng sợ vì sợ con gái của mẹ sẽ bị mắc căn bệnh này giống mẹ. Nhưng may mắn thay, ông trời đã thương cho mẹ con mình và sinh con ra là một đứa con gái khỏe mạnh và đáng yêu. Mẹ rất vui vì điều đó. Mẹ xin lỗi thật nhiều. Ác hẳn, con rất là giận mẹ đúng không? Nhưng con biết không, mẹ mãi mãi yêu con. Bởi vì con luôn là con gái yêu quý của mẹ. Con hãy cố gắng sống tốt và ngoan ngoãn nhé. Mẹ ơi mẹ, con xin lỗi mẹ.